nay chị sẽ thử làm một món ăn vặt đang được rất là nhiều bạn nhỏ yêu thích, đó chính là món da heo chiên giòn cháy tỏi. Thực ra thì hôm qua chị mới tìm hiểu cách làm ở trên Google thôi, cho nên là chị mong rằng ngày hôm nay chị sẽ làm thành công để có một món ăn vặt siêu ngon. Bây giờ thì chị sẽ phải rửa da heo. Bình thường thì da heo sẽ không có mùi thơm cho lắm, nói chung là mùi của nó hơi, cho nên là chị sẽ phải dùng chanh và muối để làm cho nó được thơm tho hơn. Đó, chị cần vắt một ít chanh ở đây, sau đó bỏ muối vào, rửa sạch là được. Giờ thì chị đã thấy da heo thơm hơn rồi đó. Khi mà mua da heo về thì chúng ta cần phải nhặt sạch lông này, sau đó cắt bớt mỡ đi nữa. Chị sẽ bóp như thế này trong tầm khoảng 5 phút là xong. Như vậy thì da heo sẽ sạch sẽ và thơm tho hơn. Bóp muối xong thì chị sẽ rửa lại bằng 3 hoặc là 4 nước. Rửa 3-4 lần như vậy mới sạch sẽ. Chị biết rằng đây là một món ăn được rất là nhiều bạn nhỏ yêu thích, nhưng mà khi mua ở bên ngoài thì chị sợ không được đảm bảo cho lắm. Vì vậy tự làm cho nó sạch sẽ khi mà. Cách làm của nó thì chị thấy cực kỳ đơn giản luôn ấy. Chỉ là hơi mất thời gian một chút xíu thôi. Sau đó thì chị sẽ cho da heo vào trong một cái nồi nước và luộc. Trong đây thì chị đã cho một ít gừng nè và sả nữa để cho da heo được thơm. Da heo luộc thì rất là nhanh chín, chỉ khoảng 5 phút thôi, cho nên chị đậy nắp vào và chờ đợi. Sau khi nước sôi được khoảng 5 phút thì chị sẽ tắt bếp và gắp da heo vào trong một cái tô nước lạnh như thế này. Lúc này thì chị sẽ rửa sạch da heo và làm sạch mỡ lại một lần nữa. Các em có thể thấy còn rất là nhiều mỡ dính ở da heo này. Ngoài ra thì chị cũng nhổ thêm mấy cái lông. Như vậy thì da heo của chúng ta mới sạch sẽ được. Tiếp theo thì chị sẽ cắt da heo thành những miếng vuông nhỏ. Sau đó thì chị sẽ cho vào nồi chiên không dầu và sấy trong khoảng thời gian là 2 tiếng với nhiệt độ là 100 độ C. Nếu như nhà bạn nào không có nồi chiên không dầu thì các em có thể phơi nắng trong khoảng thời gian là 1 ngày. Các em nhớ che đậy lại, không là ruồi muỗi sẽ bu nhá, để đảm bảo vệ sinh. Da heo của chị đã được rồi, chị sẽ lấy ra cho các em xem sản phẩm. Khác lúc nãy khá là nhiều đúng không em? Nó đã chuyển qua màu hơi vàng rồi này. Nếu như các em phơi từ 1 đến 2 ngày thì nó cũng giống như của chị đấy. Nhưng mà như thế này vẫn chưa ăn được đâu, cần phải trải qua một công đoạn nữa, đó chính là chiên da heo. Nhưng mà chị sẽ gắp ra đây trước. Thế là nó teo lại còn chút xíu à? Nhưng mà khi mà chúng ta chiên lên thì nó sẽ phồng ra đó anh Tiểu Thúy à? Phồng ra được nữa hả? Dạ, giống như kiểu là bánh phồng tôm á. Chúng ta ăn bao nhiêu thì chiên từng đó, phần còn lại thì sẽ được đậy nắp lại và cho vào tủ lạnh. Khi nào muốn ăn thì mới chiên lại nhé các em. Nếu mà bây giờ chúng ta chiên hết, ăn không hết thì lúc sau nó sẽ bị ỉu và không giòn nữa. Có vẻ là dầu đã được rồi đấy, chị sẽ cho một miếng da heo vào chiên thử.
Da heo hơi bị phồng luôn các em nè. Ta-da, phồng như kiểu là miếng mồng tôm luôn. Thời gian chiên thì cũng giống như kiểu là chiên phồng tôm vậy, chỉ mất khoảng vài giây thôi là có thể được rồi. Giờ thì chị sẽ cho nhiều vào một lúc luôn. Nhìn da heo rất là đẹp đúng không các em? Nếu như không nói thì chắc hẳn là các em cũng không biết đây là da heo đâu. Da heo được chiên xong vẫn chưa có mùi vị gì cả. Nó phụ thuộc chủ yếu vào vị ngon của nước sốt. Cho nên chị sẽ làm một chén nước sốt phù hợp với khẩu vị của chị, bao gồm tỏi, ớt, nước mắm và đường. Ớt này rất là cay luôn, bạn nào không ăn được cay thì cho ít ớt thôi. Chị sẽ cho một ít dầu ăn vào trong chảo, sau đó phi thơm tỏi ớt. Mùi rất là thơm luôn đấy các em à. Sau khi tỏi ớt được phi vàng thì chị sẽ cho vào đây một chút nước mắm. Và một chút đường nữa. Nước mắm đã bắt đầu kẹo lại rồi này. Khi đường tan ra, nước mắm kẹo lại như thế này thì chị sẽ cho da heo vào. Sau đó đậy nắp và sóc lên. Chị giống đầu bếp chuyên nghiệp không em? Cũng không chuyên nghiệp lắm đâu, cho nên chị dùng cách truyền thống là đảo thôi. Tiếc quá, một miếng đã bị rớt ra rồi đấy anh Tiểu Thúy à. Tí nữa em sẽ cho anh một miếng đó. Rồi, tắt bếp đi thôi và đổ ra đĩa, như vậy là có thể thưởng thức được rồi. Chị sẽ ăn thử món ăn do chính tay chị làm ra, xem là nó có ngon hay không. Wow, giòn rụm luôn ngay mà. Wow. Gia vị thì rất là vừa miệng, thơm thơm mùi của tỏi ớt và nước mắm, hơi cay cay the the nữa chứ. Da heo thì giòn thì chắc hẳn là các em nghe thấy tiếng kêu rộp rộp rồi đúng không nào? Anh Tiểu Túi thì nuốt được miếng liên tục. Ngon lắm luôn ngay mà. Và cái này làm chị cảm thấy cũng khá là tiện. Sau khi chúng ta sấy da heo xong chỉ cần cho vào trong tủ lạnh, khi nào mà các em thích thì các em lấy ra chiên thôi. Rất là tiện đúng không nào? Nước sốt thì chị làm theo khẩu vị của chị. Nếu như các em thích ăn như thế nào thì các em có thể tự chế biến và sáng tạo ra một món nước sốt riêng cho riêng mình. Còn chị làm thế này thì chị thấy rất là ngon rồi. Không tới nỗi mà có con ruồi đến bu nữa chứ. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em cũng thích ăn da heo chiên giòn này thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.